Các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay thì Sơn lại giới thiệu để cho các bạn biết đến một con phố đi bộ. Đó là con phố Kỳ Lừa các bạn ạ, ở thành phố Lạng Sơn. Con phố này thì sẽ thường được người ta tổ chức vào mỗi buổi tối ngày thứ sáu các bạn nhé. Thì ở trong con phố này sẽ có những cái kiểu như là cái mặt hàng mà người ta bán về những cái đồ ăn uống này. Sau đó là những cái mặt hàng bán kiểu cũng dạng kiểu du lịch ấy các bạn. Thì đi lên thành phố Lạng Sơn này thì các bạn đi vào tầm cuối tuần, chúng ta có thể đi vào thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Đấy thì chúng ta có thể đi chơi phố đi bộ này, phố đi bộ Kỳ Lừa. Thì nó cũng có rất là nhiều những cái món ẩm thực rất là ngon. Đặc biệt đó là đất xứ Lạng thì có cái món vịt quay và lợn quay rồi các bạn ạ. Đây, ở dọc khu phố này thì Sơn quan sát thấy là rất là đông người. Chủ yếu vẫn là các bạn trẻ và các cặp gia đình cho các con nhỏ đi chơi các bạn ạ. Thực sự nếu mà buổi tối mà các bạn đi chơi ở phố đi bộ Kỳ Lừa này thì các bạn sẽ được ngắm rất là nhiều trai xinh gái đẹp luôn. Đó, như các bạn thấy không? Rất là nhiều trai xinh gái đẹp. Các bạn thanh niên nam nữ đi chơi buổi tối đi bộ ở đây nói chung là rất là vui. Mình có bắt gặp một số các chị, không biết là người đồng bào gì, bây giờ sẽ ra hỏi thăm các chị một xíu. Đây em, em chào chị nhá. Chị cho em hỏi một xíu là chị là người đồng bào gì vậy ạ? Người Lùng ạ. Các bạn ạ, có chị mấy chị đây? Đây như các bạn quan sát đây có mấy chị người Lùng. Có những bộ trang phục cũng khá là đặc biệt. Và bây giờ sẽ hỏi thăm thêm chị ấy một xíu nữa. Chị gái ơi, cho em hỏi là nhà chị có gần đây không? Nhà mình ấy có gần đây không? Nhà mình không gần đâu. Thế ạ? Cách đây có xa không chị? 12 cây. Cách đây 12 cây. Thế là hôm nay là em thấy mọi người đi chơi đây có vẻ cũng rất là đông. Thì là toàn anh em nhà mình thôi à? Hay là kiểu làng bản với nhau? Nhiều dân tộc. Dân bản lắm. Thế ạ? Thế là đi về đây chơi lâu chưa chị? Chị mới về hay là về lâu rồi? Lâu rồi, chị 7 giờ đến đây. 7 giờ đã đến đây rồi à? Ôi, em đúng là quan sát tới là cũng khá là nhiều các chị em người Lùng các bạn. Em cảm ơn chị nhá. Đấy, như các bạn quan sát tới đây khá là nhiều người đồng bào Lùng. Họ đang đi chơi kiểu như là đi chơi phố đi bộ chợ đêm ấy các bạn. Chào các chị nhá, đây toàn người xinh nhỉ. Đây khá là đông các bạn nhá, khá là đông luôn. Thực ra thì mình cũng đi quay rất là nhiều ở trên các vùng bản, nhưng đặc biệt đến đất xứ Lạng này thì hôm nay thì mình được tiếp xúc với rất là nhiều người dân tộc Lùng các bạn ạ. Còn bên này nữa, bên này cũng một số nữa đang kiểu mua kem hay mua gì ạ. Ồ, có mấy bạn gái xinh à. Có khi xem nào. Đang mua đồ chơi các bạn ạ. Đây. Khá đông, khá nhiều. Có lẽ là chắc là mình sẽ đi sâu vào bên trong hơn. Đây có bạn gái. Hơi lé rồi thôi. Ok. Có lẽ chắc là Sơn sẽ đi sâu vào bên trong nữa nhá. Đi sâu bên trong nữa xem là còn có bạn nào người Lùng xinh thì Sơn sẽ hỏi thăm này, nói chuyện một xíu các bạn ạ. Đó là chợ đêm, phố đêm rất là vui rồi. Tuyệt vời luôn. Thật sự là khi mà bắt đầu bước chân vào con phố này á thì cái cảm xúc của Sơn nó cũng rất là khó tả, bởi vì thấy khá là đông người, mà chủ yếu thì vẫn là các bạn trẻ. Có mấy bạn này là đi mấy bạn nhà có gần đây không? Thế à, thế là đi chơi không có bạn gái đi cùng à? Bạn gái để nhà á? Cho bạn gái ra sợ bị bắt mất à? Cháu chưa có người yêu ạ. Ok.
Khi mà Sơn quay từ trên cao xuống thì như các bạn quan sát thấy nó cũng rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Những cái ánh đèn và những người tham gia đi chơi vào buổi tối, đi bộ, mọi thứ ở đây thì như các bạn quan sát đấy, rất là tuyệt vời luôn. Khi chúng ta đi bộ dọc những tuyến phố này thì chúng ta có thể là được thưởng thức những món ăn đồ nướng này các bạn này. Những món đồ nướng nói chung là nên cái đất Sứ Lạng thì đặc biệt là có với những cái món đồ nướng rất là ngon. Đây là lạp sườn nướng các bạn nhé. Đó, trông rất là hấp dẫn, tuyệt vời luôn. Như các bạn quan sát thấy đấy, dọc theo một cái tuyến này toàn bộ là những cái đồ hàng ăn vặt và đồ uống rất là nhiều. Ui, thấy có ba cái cây, đây chắc là nước ép, ba cây nước ép này, trông rất là ngon. Cảm giác một hồi mình đi bộ mà thấy ba cái nước ép như này mình cũng thấy là rất là thích, rất muốn uống rồi các bạn ạ. Đi bộ buổi tối ở đây cũng sướng rồi các bạn ạ. Thực sự là rất là thú vị. Và đặc biệt thì Sơn ngắm thấy rất nhiều cái xinh nha các bạn. Đó, nhưng mà như cái đoạn đầu như các bạn xem ấy, gặp mấy cô gái người Lùng nữa. Tuyệt vời, rất là tuyệt vời luôn. Ở quanh khu vực bên này thì hàng quần áo, mọi thứ cũng khá là nhiều. Lúc hồi đầu Sơn đi vào đến khu vực đoạn này ấy, thì rất là đông người. Nhưng mà bây giờ thì mọi người cũng ra về khá là nhiều rồi. Chắc bây giờ nó cũng hơi vắng rồi. Bắt gặp một cô gái người Lùng các bạn ạ, có khi là hỏi thăm chị một tí. Ôi, em chào chị gái. Chị gái chị gái cho em hỏi tí à, chị có ở gần đây không, nhà mình nhé? Không ạ, trong quê trong. Đấy ạ, từ nhà chị ra đây có xa không? Có ạ, 40 cây. 40 cây cơ ạ? Ồ, chị là người dân tộc Lùng đúng không? Đấy ạ, thế chị hôm nay đi chơi là đi có một mình thôi ạ? Đi cùng các bạn, nhà các bạn đi xuống dưới lấy xe thôi. À, thế là bây giờ đang đi ra để đi về thôi hả chị? Vâng. Thế là buổi tối hôm nay đi chị mình chỉ đi chơi hay là công việc gì thì mình tiện mình đi chơi? Đi chơi đấy ạ. À, chị có hay xuống phố đi bộ Kỳ Lừa này để đi có những cái buổi đi chơi như này không? Có. Cũng hay đi à? Thế hôm nay mình đi cùng bạn bè thôi hay là đi cùng gia đình chị? Đi cùng bạn bè. Cùng bạn bè thôi à? Đấy à? Thế là bình thường một tháng thì chị sẽ xuống đây đi bộ khoảng bao nhiêu lần? 2 đến 3 lần. Mà nhà cách đây là 40 cây số. Vâng, em cảm ơn chị. Một chị gái người dân tộc Lùng các bạn ạ. Rất là hay xuống khu vực phố Kỳ Lừa để đi bộ và đi tham quan, vui chơi ở đây các bạn ạ. Em cảm ơn chị gái nhá. Bây giờ thì cũng khá là muộn rồi các bạn ạ. Chắc có lẽ là Sơn cũng xin phép được kết thúc video này tại đây thôi. Ngày mai thì Sơn sẽ làm một cái video quay về các món ăn đặc sản của đất Sứ Lạng các bạn nhé. Trong đó là không thể thiếu được món lợn quay và vịt quay. Đó là một trong hai những cái món đặc sản rất là ngon, rất là đặc biệt của đất Sứ Lạng. Thì cái video này thì Sơn sẽ tạm thời xin được khép lại tại đây. Tôi cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi, ủng hộ cho Sơn nhé. Xin chào.